Southampton là loại tàu gì? What kind of ship is the Southampton? What kind of ship is the Southampton? Tàu du lịch biển. It's a cruise ship. Hiện giờ nó đang chạy đi đâu? Where is it cruising now? Vòng quanh Địa Trung Hải. It's cruising around the Mediterranean Sea. It's cruising around the Mediterranean Sea. Có nhiều du khách ở trên tàu không? Are there a lot of tourists on the ship? Vâng. Yes, there are. Có phải tất cả hành khách là người Anh không? Are all of the passengers English? Are all of the passengers English? Không. No, they aren't. Họ quốc tịch gì? What nationality are they? Hầu hết trong họ là người Anh. Most of them are English. Nhưng một số trong họ là người Mỹ, Úc hay Canada. But some of them are American, Australian or Canadian. Bao nhiêu người trong họ đến từ Anh? How many of them come from England? Hầu hết trong họ đến từ Anh. Most of them come from England. Những người kia đến từ đâu? Where do the others come from? Mỹ, Úc hay Canada? They come from America, Australia, or Canada. Đây có phải là ngày đầu tiên của cuộc hành trình không? Is this the first day of the cruise? Không, đây là ngày thứ sáu của cuộc hành trình. No, it isn't. It's the sixth day of the cruise. It's the sixth day of the cruise. Những người hành khách và thủy thủ đoàn hiện đang ở đâu? Where are the passengers and the crew now? Where are the passengers and the crew now? Trên boong tàu. They are on deck. Tại sao họ ở đó? Why are they there? Cho bữa tiệc của ngài thuyền trưởng. They are there for the captain's party. Ông ấy nghĩ bữa tiệc như thế nào? How does he think the party is? Hoặc, what does he think the party is like? Ông ấy nghĩ bữa tiệc quá tệ. He thinks the party is so awful. He
He thinks the party is so awful. Ông ấy làm việc ở đâu? Where does he work? Trong ngân hàng. He works in the bank. Ai là thuyền trưởng của con tàu? Who's the captain of the ship? Ông ấy muốn uống gì? What would he like to drink? Nước cam nhưng không để đá. He liked to drink orange juice without ice. Xin vui lòng điền vào mẫu đơn này. Please complete this form. Could you complete this form, please? Họ của anh là gì? What's your surname? Anh vui lòng đánh vần tên của mình. How do you spell your name? How do you spell your name? Anh vui lòng ký tên vào đây. Sign your name here, please. Vui lòng cho biết địa chỉ thường trú của anh. Please tell me your permanent address. Please tell me your permanent address. What's your permanent address? Where do you live? Vui lòng cho biết ngày tháng năm sinh của anh. Please tell me your date of birth. What's your date of birth? When were you born? Vui lòng cho biết nơi sinh của anh. Please tell me your place of birth. What's your place of birth? Where were you born? Hôm nay thứ mấy? What day is it today? Thứ tư. It's Wednesday. Hôm nay ngày mấy? What date is it today? What date is it today? Ngày 5 tháng 8, 2020. August the 5th, 2020. August the 5th, 2020. Anh có thể mô tả những gì mình thấy được không? Can you describe what you saw? Can you describe what you saw? Đây là cabin sang trọng trên con tàu Southampton. Here's the deluxe cabin on the Southampton. Here's the deluxe cabin on the Southampton. Deluxe cabin. Bàn trang điểm kế bên tủ áo. The dressing table is next to the wardrobe. Có hai cái ghế bành trong phòng ngủ. There are two armchairs in the bedroom.
có một vòi tắm hoa sen và một bồn tắm. There's a shower and a bathtub. There's a shower and a bathtub.